Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đến với channel của mình. Thì như cái clip ấy, hôm nay mình sẽ tặng cho anh em làm nhanh tay nha. Anh em làm nhanh tay PM làm theo cái đáp ứng của mình tặng cho anh em mấy cái kênh YouTube mình có làm này. Mấy cái này thì mình cũng phát triển cũng đâu đó gần một năm rồi anh em ạ. Đây là hôm nay mình tặng cho anh em kênh Asura Senpai với cả mấy cái kênh Asura Streamer. Mấy cái kênh này thì bật hết kiếm tiền rồi đấy. Anh em nào mà có đam mê chơi YouTube, làm linh tinh vui vui thì anh em có thể làm theo nha. Đây, sau em xem qua này, đây này, cái chỗ kiếm tiền này nó đã hiển thị bật ở đây này, này. Đấy, nó sẽ có quảng cáo này anh bật nha. Kênh chính này là có 8.600 sub thôi, quá ít anh bạn, còn là tầm quá ít thôi. Làm đi tinh vớ vẩn mà có hay đâu thì sao mà được nhiều, ta sub nhiều được nên thôi chán anh em ạ. Nên là mình tặng cho anh em nha, đơn giản lắm, anh em chỉ việc PM vào cái Facebook cá nhân của mình ấy, PM với cú pháp là Asura đẹp trai vô địch. Cho em xin link YouTube nha, hoặc là cho em xin địa chỉ YouTube, cái địa chỉ Gmail ấy, cái địa chỉ để anh em đăng nhập vào, anh em quản lý, anh em up video lên đấy. Đấy. Bạn nào nhanh tay thì sẽ sở hữu được mấy cái kênh này của mình nha, cái kênh vớ vẩn này thôi anh em ạ. Chủ yếu là anh em phải đầu tư tập trung thời gian, content nó chất lượng hơn thì mới có nhiều người xem được. Cả đầu tư vào mấy cái hot trend ấy, chứ mấy cái game chiến binh tối thượng vỡ vỉn này thì làm sao mà có nhiều lượt xem được anh em. Đấy, nên là nó có sẵn lượng fan này thì anh em tiếp tục phát triển thôi. Một cái nữa trong clip này là mình cũng muốn tặng cho anh em nốt cái con ác Ô Mai Chuối này anh em nha. Ác Ô Mai Chuối ở bên server S29. Con ác này mình sẽ review luôn cho anh em đây. Hiện nay thì nó đang có 92.000 kim cương rồi. Mình mở luôn cho anh em xem là 92.000 kim cương. Tính ra thì chắc cũng tầm mấy triệu Việt Nam đồng thôi. Còn ác này thì mình chơi như kiểu ác clone thôi, tích kiếm cương và chơi sự kiện. Nhưng là chiến lược lên xếp hạng của nó cũng khá thấp. Đây, chiến lược là top 20 này, thi đấu top 12. Sao mấy ông top 10 là mấy ông top 10 à? Top 10 có mạnh không? Mấy ông top 10 mạnh phết đấy anh em ạ. 130 triệu, khó lòng có thể ăn được. Chơi gọi là vui là chính. Đây, tổng chức hiện tại thì con app này bao nhiêu đây, 80.113.000 nha. VIP 4 qua thẻ vĩnh viễn rồi, gọi là nông dân có đầu tư một chút. Có pizza đỏ này, pizza đỏ 1 sao, sắp lên được 2 sao chưa, có đủ đá luôn lên 2 sao luôn. Có food S này, 10 con SS sẽ là đến đây 10 con 160 dòng, ơi có khi lên được anh em ơi, có khi lên được nha. Cái này để xem mình có xem có thẻ không. Ôi, mấy cái thẻ đây, chiến binh như này, mấy cái thẻ chiến binh. Ui, mở được 39 cái khóa 3 sao luôn, ngon chưa. Chắc anh em lấy về để anh em đi nốt ải 3 sao này, 9 thẻ luôn. Quá ngầu luôn, ác còn luôn mà có 9 thẻ thôi, chuẩn bị đi hết cái ải ẩm thực đại chiến rồi anh em ạ. Nó cũng sắp kết thúc rồi, 15 tháng 4 nó kết thúc, mình không để ý ấy. 15 tháng 4 thì nó kết thúc thôi, anh em đi ẩm thực đại chiến 3 sao thôi. Con này sẽ cung cấp cây cho anh em đi để mà quét hết. Cái này đi. Ngoài ra con này thì mình còn chưa thêm một con đam phụ nữa, nó còn vê gì ta hèo hèo về di tà một sao đỏ thôi. Đam mê mà, đam mê nên chưa, cái team hơi lởm cởm chút anh em mà thông cảm. Cái con ác này nó hơi cùi, mình cho anh em mình cũng thấy hơi ngại ấy. Nó như mình có ác người vip 14 hoặc vip 15, vip mạnh mạnh hoặc là vip 12 đổ lên thì mình cũng tặng anh em thôi. Nhưng con ác sáng nay mình tặng anh em chắc anh em là may mắn nhận được rồi, chắc là sướng lắm đấy. Ngồi sướng cười cũng phải khành khạch khành khạch nhé, đây cả ngày ấy nhỉ, sướng. Mình được cho ác cũng sướng lắm anh ạ, cái cảm giác bỏ tiền ra làm sao mà thích bằng bảo ác được cho tiền ra thì nó làm gì nhá, được cho mới thích chứ, tiền ra thì chơi nó lại không vui. Cái gì có cái câu gì của man tiêm ấy nhỉ, của cho là của lợ hay cái gì, cho là của nợ hay là của lợ, của đuối là của no à.
văn mình dốt anh ạ, mình cũng chả nhớ thơ văn thơ ca gì đâu, chuyên khối A nên nó không nhớ được mấy cái văn chương gì. Nói chuyện nó không thể bay bổng được như nhiều anh em khác đùa. À, tiếp theo là con Babidi này, Babidi 4 sao. Chắc là chúng ta sẽ lên cái ác này thì lên con Pizza 2 sao thôi. Xem có đủ phút không. Ui, 260 luôn. 260 hồn SS luôn. Mãi phải luôn anh em ạ. Đủ nha. 10 con. Đủ luôn. Không nói nhiều. Vất hết chỗ này đi này, giữ lại con này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế như một con SS nữa là 10 luôn. Đủ các bạn. Thăng ký 3 sao thôi. Xem còn thừa trong cái mạnh SS trong này còn nó. À, còn luôn một con này, ghép luôn đi. Cái này thì chắc clip nào nó mình sẽ ép con này lên 2 sao trên ngưỡng review qua sức mạnh cho anh em xem. Tranh thủ cái clip này chưa ra thì chắc clip lần sau mình làm luôn. Đấy, anh thử chơi nốt anh em. Bây giờ mà anh em hỏi mình là cho ác, anh em cho ác cả YouTube lẫn đấy thì anh sẽ chơi vào cái tính thôi, mình sẽ phát triển một kênh khác anh em ạ. Nếu mà còn thời gian thì mình sẽ đi làm công việc khác thôi. Đến công việc gì đó làm nó nhiều tiền. Chẳng hạn đi đa cấp gì đó chẳng hạn này. Hoặc là buôn lậu gì đó chẳng hạn. Hy vọng là buôn lậu thành công và buôn bán cái gì đó buôn lậu thành công không bị bắt. Gô tinh là do ai hợp thể mà thành. Đấy, chà chà con vẻ 509. À, mà hình như cái phiên bản này nó ra mắt một cái con tướng mới này, sẽ mắt một con tướng mới Belmoth, Belmoth với Master Roshi. Này skill là gì đây? Gây cho mục tiêu sát thương có 80% tỷ lệ bạo, tỷ lệ tạo một ký hiệu dốc cơ, bản thân hồi 220% máu, tương đương với công. Chùa đùa chí mạng nếu địch có dưới hiệu dốc cơ mỗi lượt. Bắt đầu có 36% tỷ lệ ngẫu nhiên các trạng thái câm lặng sợ hãi giảm sát thương, dễ sát thương. Trạng thái xấu duy trì một lượt không thể xua tan. V1 tử vong ký hiệu mất hiệu lực. Câm lặng sợ hãi. Ký hiệu dốc cơ. Dốc cơ. Khi bị đánh trúng 50% tỷ lệ phản kích, sau khi phản kích có 60% tỷ lệ tạo một ký hiệu dốc cơ duy trì 2 lượt. Khi tử vong mỗi lượt sau hồi sinh. Ô, con này cũng có hồi sinh rồi. Một 30% máu sau khi hồi sinh nhận 100% điểm năng lượng hiệu quả duy trì. Nó không có những cái skill giảm sát thương thì nó chỉ có phản kích này, có hồi sinh hồi máu, không có dịch chuyển, không có mấy cái ký hiệu giảm mấy cái giảm sát thương. Khi bắt đầu lượt HP dưới 60% lượt này thì ạ, 10% sát thương phản trị, tỷ lệ đỡ tăng, xuyên giáp tăng, công tăng. Cũng bình thường anh em ạ. Thần hủy diệt gì mà phá hủy gì mà cùi chứ. Phá hủy thần hủy diệt ấy. Thế mình đánh giá là nó không mạnh lắm đâu. Mà thôi tập trung vào chuyên đề chính đi, hôm nay mình sẽ cho anh em luôn ác nhá. Tài khoản cũng là Idigosu thôi anh em ạ. Mình toàn thích chơi Idigosu thôi, mình không chơi mấy cái tài khoản Facebook hay là ấy đâu, còn mail đâu. Tài khoản là Asura Kubu. Mật khẩu khoai to không lo chẹt đoay nha. Pass hơi dài anh em ạ, anh em nhớ lưu vào nhé. Đấy. Đấy. Khoai to không lo chẹt đoay. Vào thì nó hơi xoay xoay một chút anh em ạ. Server S29 này, em đăng nhập vào luôn này. Xong sẽ vào cái giao diện của ông mai chuối. Ông mai chuối S29. Tiền thân của con app này thì mình cũng được cho anh em ạ. Cũng được một bạn
rất là tốt bụng bên server này cho thì những ngày ban đầu ấy. Bạn ông mai chuối này là bạn đầu tiên cho mình ác đấy. Sau đó bạn là summer cho mình ác, bạn ông mai chuối cho mình còn ác là vip 4 này. Hay lúc game nó mới chơi được tầm 1-2 tuần thì phải. Đúng, hình như là tầm 3 tuần gần 1 tháng hay sao ấy. Bạn ấy cho mình hoặc là 2 tuần đến 1 tháng hay sao, bạn cho mình, sau đó bạn summer bạn cho mình. Bạn summer bạn cho mình trong bạn ấy nghỉ hẳn rồi, bạn ấy tập trung vì làm công việc của bạn ấy. Bạn ông mai chuối này thì cũng nghỉ rồi. Trước cái bạn ấy chơi cái app trước bạn chơi app bà nội này, nhưng bạn ấy cho rồi thì đổi tên thành bà nội rồi. Trước app này tên là gì cơ, tên là gì nhỉ? Tên là Din hay là gì, không không phải Din, Din là mình người mình từng review ở đây thôi. Các tên là gì ấy quên mất rồi. Tên là nó thôi qua đi, nhớ nhiều cái linh tinh quá không nhớ được cái đấy. Đấy, đây là hai cái ác bạn ấy, mấy bạn ấy cho mình cũng xịn, chơi từ đợt đấy giờ luôn 4-5 tháng rồi. Không biết tình hình giờ này sức khỏe của hai bạn ấy thế nào, nhưng mà mình nghĩ tốt bụng như vậy thì chắc là cũng sức khỏe tốt thôi. Ông trời cũng thương nhỉ, cho đi nhiều nhưng mà nhận lại được nhiều. Tốt bụng này không bao giờ sợ chết đói anh ấy, luôn luôn sẽ gặp may mắn thôi. Như mình anh em ạ, mình tốt bụng lắm, có gì cho anh em hết. Nên vậy thôi, có lẽ anh em nào may mắn lấy được cái con ác ô may chuối này 92.520 kim cương này về nghịch thì xin chúc mừng anh em nhé. Anh em nào nhận được thì để lại cái comment cho mình. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều. Còn anh em nào mà may mắn nhanh tay làm đúng cái cú pháp mà cái đầu clip này mình hướng dẫn anh em tặng cả kênh YouTube đấy, thì anh em nào nhanh tay đầu tiên thì nhận được kênh Asura Senpai nha. Còn anh em nào nhanh tay thứ hai thứ ba thì nhận được hai cái kênh có sub ít hơn còn lại. Thôi bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau thôi. Bye bye anh em, see you again, bye bye.